À, đây nó là set xe lửa gỗ lắp ráp, nó là hàng gỗ cao cấp á, rất là chất lượng, nhưng mà nó là hàng cũ cũng không còn đầy đủ. Nó gồm các chi tiết như thế này. Và nó có thiết kế an toàn cho bé là chỗ này, lỗi bé nhiều khi nó có người rỡ nó ngã đập vô thì cái này cái nó bẻ ngang một bên chứ nó không đâm thẳng vào, không sao hết. Rồi hai cái toa này đáng lẽ nó phải có một cái gì đó để nó kết nối lại với nhau nè, nhưng mà bây giờ không còn cái đó rồi, có thể dùng cái sợi dây đi, dây thun gì đó nối lại.